6 ngày trong tiếng Nhật ấy. Chào em tham gia cùng anh trả lời 5 câu hỏi, em sẽ được 1 C. Trả lời sai em không mất gì. Em sang Nhật lâu chưa? Em mới sang được 4 năm rồi. 4 năm à? Rồi em trả lời 5 câu này chắc dễ nhá. Câu hỏi đầu tiên, ngày tháng năm sinh trong tiếng Nhật nói là gì? Otanjubi. Rồi câu thứ hai, 6 ngày thì mình nói là gì? 6 ngày trong tiếng Nhật. 10 cả, chính xác. Câu thứ ba, 7 tháng nói là gì? 17개 chữ. Câu thứ tư, 4 người. 4인. Câu thứ năm, viết cho anh chữ nư cứng. Viết đấy là chữ nê. Cảm ơn em, không biết sao em sang được Nhật. Cái tên là hộ ạ. Một người trả lời nhá, không được nhắc lại. Okay. Ngày tháng năm sinh trong tiếng Nhật đó là gì? Chính xác. Câu thứ hai, 6 ngày nói tiếng Nhật đó là gì? Chính xác. Câu thứ ba, 7 tháng nói là gì? Câu thứ tư, 4 người nói là gì? Câu thứ năm, viết cho mình chữ nư cứng. Chính xác. Chưa đúng. Em rất là minh. Còn trả lời đúng 5 câu em sẽ được 2 tên. Trả lời sai em không có gì. Tháng năm sinh trong tiếng Nhật nói là gì? Minh. 6 ngày nói là gì? 6 ngày là minh. 7 tháng nói là gì? 4 ngày nói là gì? Câu 5, em viết cho anh chữ nư cứng. Nư cứng, viết ở đây, viết là tè. Nư cứng. Nư cứng. Chính xác. Vấn đề nhỏ. Trả lời đúng 5 câu em sẽ được 1 tên. Ngày tháng năm sinh trong tiếng Nhật là gì? Không, em không biết tiếng Nhật. Câu thứ 2, 6 ngày trong tiếng Nhật là gì? Không, em không biết tiếng Nhật, thật khỏe luôn, đừng hỏi em. Em ở Nhật bao lâu? Em được 3 năm rồi. Em tên là gì?